Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời hỏi chấm 2 sách giáo khoa trang 67 toàn 6 tập 1. Đề bài yêu cầu như sau: đọc độ cao của các địa điểm dưới đây. Đây, ở đây có hai địa điểm là đỉnh núi Phan Xipang và đáy vịnh Cam Ranh. Vậy thì cô sẽ viết lại cái lời cô đọc vào trong bài làm của mình để các bạn có thể tiện theo dõi. Rồi, với địa điểm đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc là độ cao đỉnh núi Phan Xipang là 3.143 m. Ở đây cô sẽ viết lại độ cao của đỉnh núi Phan Xipang là 3.143 m. Đó, chúng ta chỉ cần đọc đơn giản như vậy thôi. 43 m. Rồi, đấy là địa điểm thứ nhất. Địa điểm thứ hai là độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -30 m, được chưa? Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -30 m. Đấy, nghĩa là bài này chúng ta phải đọc rõ các cái thông số về độ cao ra thôi. Rồi, vậy là cô đã hướng dẫn xong các bạn trả lời hỏi chấm 2. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tại bài tập sau.